Rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Một thiên thạch có độ tuổi lâu đời nhất vừa được tìm thấy trong một cồn cát ở Mauritania, châu Phi với 4.565 tỷ năm tuổi. Việc phát hiện và tìm hiểu về loại đá này có thể giúp tiết lộ những bí mật về sự hình thành hệ mặt trời vốn đầy những bí ẩn thú vị. Sau đây, xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Thiên thạch với tên gọi Tây Bắc Châu Phi NWA-1119 có kích thước bằng một trái bóng chày vừa được tìm thấy. Đây là thiên thạch lâu đời nhất được tìm thấy và đang được nhóm các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch ASU, Mỹ nghiên cứu. Các đồng vị oxy được sử dụng cho thấy thiên thạch trên được hình thành bên ngoài trái đất và thuộc hệ mặt trời, nhưng không thể xác định được cụ thể là hành tinh mẹ nào đã tạo ra nó. Đồng thời, thông qua các giá trị đồng vị đo lường được thì có thể xác định thiên thạch này cùng với hai thiên thạch khác mang tên là Tây Bắc Phi 7235 và Amarhata Sita xuất phát từ cùng một hành tinh với địa chất phức tạp tạo ra trong hệ mặt trời ban đầu và khả năng là đã va chạm với các hành tinh khác trước khi rơi vào bầu khí quyển và rơi xuống trái đất. Những phát hiện được công bố hôm 2 tháng 8 trên tạp chí Nature Communications cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên về sự biến đổi về mặt hóa học. Những tảng đá giàu silica được hình thành trên các vi hành tinh trong suốt quá trình 10 triệu năm đầu tiên của hệ mặt trời trước khi hình thành nên các hành tinh đất đá như trái đất. Daniel Dunlop, đồng tác giả nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch Đại học bang Arizona, cho biết thiên thạch này không giống bất kỳ thiên thạch nào được biết đến trước đó. Nó là viên đá magma có nhiều hàm lượng silica bậc nhất và độ tuổi cũng lâu đời nhất, 4.565 tỷ năm. Purna Srinivasan, tác giả của công trình nghiên cứu tiết lộ. Trong đó, thiên thạch Tây Bắc Châu Phi NWA-1119 hoàn toàn khác biệt so với hơn 40.000 thiên thạch đã được tìm thấy trên trái đất. Các nhà khoa học tin rằng hệ mặt trời được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm khi một đám mây đầy khí và bụi được tạo ra bởi một vụ nổ cataclysmic từ một ngôi sao khổng lồ hoặc một siêu hành tinh gần đó. Khi đám mây này sụp đổ, nó tạo thành một đĩa quay với mặt trời ở trung tâm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!